Đội hình ra sân của các cô gái Thái Lan ở trận đấu này đó là gồm số 3 đội trưởng Guebat Popun, số 4 Thap Dao, số 12 Hattaya, số 16 Bimbicheya, số 18 Acharabong, số 19 Chachuon và Libero Subacha. Đây là đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam. Và đây là đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này. Số 3 đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy, số 6 Nguyễn Thị Uyên, số 9 Trần Thị Bích Thủy, số 11 Hoàng Thị Kiều Trinh, số 15 Nguyễn Thị Trinh, số 19 chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh, libero là số 2 Lê Thị Thanh Liên. Huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam là huấn luyện viên Thái Thanh Tùng, còn huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Thái Lan là huấn luyện viên Danai. Rất nhiều những liều thuốc về tinh thần đang cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam của chúng ta. Những cuộc đối đầu giữa thể thao Việt Nam và thể thao Thái Lan luôn mang lại những sự chờ đợi đối với người hâm mộ thể thao của cả Việt Nam và của cả Thái Lan. Trong trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam sẽ là những người thực hiện quyền phát bóng trước và người phát bóng đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu chung kết gặp đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan là chuyền 2 Đoàn Thị Lâm Oanh. Lâm Oanh ở SEA Games năm nay đã chơi một mùa giải phải nói là rất trưởng thành. Với việc chuyền 2 kỳ cựu Nguyễn Linh Chi không thể góp mặt cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31 thì Lâm Oanh được chọn là chuyền 2 số 1 của đội tuyển Việt Nam. Và càng chơi thì Lâm Oanh càng cho thấy sự trưởng thành của mình. Bây giờ thì trận đấu sẽ chính thức được bắt đầu. Trong đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam có một sự thay đổi so với những trận đấu trước, đó là huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã đưa vào sân Nguyễn Thị Uyên, cầu thủ đang xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn ngay trong đội hình chính thức. Ở những trận đấu trước thì Đinh Thị Thúy sẽ là người trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên ở trận đấu này một sự thay đổi đến từ vị trí của Nguyễn Thị Uyên. Cô sẽ chơi thay cho vị trí của Đinh Thị Thúy. Bây giờ thì trận đấu chính thức được bắt đầu, chuyền 2 Lâm Oanh phát bóng. Lâm Oanh đã không phòng thủ kịp trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha đánh bóng của Bimbicheya. Điểm số đầu tiên trong trận đấu này thuộc về các cô gái Thái Lan. Vẫn còn rất hay, một pha phối hợp đánh nhanh giữa lưới giữa Bombun và Thap Dao. Một pha nâng bóng lên rất nhanh. 2-0 cho các cô gái Thái Lan. Đó là câu trả lời của Nguyễn Thị Trinh. Không thua kém gì đối thủ. Cũng là một pha đánh bóng tương tự ở vị trí số 3. Với một pha phối hợp bóng nhanh giữa lưới thì Nguyễn Thị Trinh đã ghi điểm đầu tiên cho Việt Nam. Một pha bóng mà Thap Dao đã bám chắn nhanh hơn một nhịp so với Nguyễn Thị Trinh. Vẫn là Thap Dao. Thap Dao là phụ công đã từng có thời gian thi đấu rất lâu bên cạnh các trụ cột của bộ sáu huyền thoại của bóng chuyền Thái Lan, như là Nusara, như là Blumchit Thinkao, như là các mũi phụ công, các mũi chủ công hàng đầu. Và tốc độ chơi bóng của Thap Dao được thừa kế từ những cái tên huyền thoại của bóng chuyền nữ Thái Lan. Vừa rồi thì Thap Dao đã có một pha phát bóng rất hiểm hóc. Tỷ số điểm lúc này là 4-1
Khách Đào bây giờ xuống hàng sau. Và cầu phát bóng đang thuộc về phụ công số 4 của Thái Lan. Bóng đã chạm tay Bông Bùn và ra ngoài. Đó là một nỗ lực phòng thủ của đội trưởng bên phía Thái Lan. Người vừa ghi điểm cho Việt Nam đó là Nguyễn Thị Uyên. Một sự thay đổi của huấn luyện viên Thái Thanh Tùng ở trận đấu này trong đội hình xuất phát. Tỷ số điểm lúc này đang là 2-4. Chắn bóng tốt, đây là Bích Thủy. Công của Bích Thủy rất lớn trong tình huống bóng vừa rồi. Bích Thủy đã chắn bóng một tình huống bóng thành công. Và sau đó thì tận dụng thời cơ trên lưới, Bích Thủy đã ghi điểm. Điểm số thứ 3 cho đội tuyển nữ Việt Nam, 3-4. Các cô gái Việt Nam đang dần bắt nhịp. Vẫn còn cơ hội bây giờ mở ra cho các cô gái Thái Lan. Nỗ lực cứu bóng của Nguyễn Thị Uyên. Các cô gái Việt Nam đang chơi rất nỗ lực. Lần này thì Nguyễn Thị Trinh đã không thể cứu bóng. Đó là một pha phối hợp giữa chuyền hai Popun và phụ công Hattaya. Đó là một pha chuyền bóng một tay ra sau để cho Hattaya ghi điểm. Có thể thấy chuyền hai đội trưởng Guepat Popun của Thái Lan được xem là truyền nhân của Nusara, một chuyền hai huyền thoại của bóng chuyền nữ Thái Lan. Đó là một pha phát bóng ngoài. Tỷ số điểm lúc này là 4-5. Trận chung kết thứ 10 tại một kỳ SEA Games của hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Có thể thấy là rất duyên nợ. Bóng trong sân. 6-4 cho các cô gái Thái Lan. Dự khán trận đấu ngày hôm nay trên khán đài tại nhà thi đấu thể dục thể thao Đại Yên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có sự xuất hiện của ông Hoàng Ngọc Huấn, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, Chủ tịch Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam VTV Cáp. Bóng chuyền nữ Việt Nam cũng như bóng chuyền nam Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Và trong năm 2022 này, ngoài SEA Games thì các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham gia thêm hai giải quốc tế nữa. Đó là giải Asian Grand Prix và giải AVC Women Cup sẽ diễn ra vào tháng 8 tới. Tỷ số điểm lúc này đang là 7-5. Lợi thế dẫn điểm vẫn thuộc về các cô gái Thái Lan. Bóng trong sân, thêm một tình huống phát bóng tốt. Người vừa thực hiện một tình huống phát bóng tốt đó là phụ công Hattaya. Điểm rời của bóng là rất tốt. Ngay vạch cuối sân. 8-5 cho các cô gái Thái Lan. Tiếp tục là Hattaya. Đây là Bích Thủy. Nguyễn Thị Uyên không thể phòng thủ trong tình huống bóng bị chắn về. 9-5 cho các cô gái Thái Lan. Bích Thủy đã bị bắt bài bởi Chachuon. Bích Thủy cần nhanh hơn. Lâm Oanh cần truyền bóng một đường bóng nhanh hơn cho Bích Thủy để không bị hàng chắn của đội bạn bắt bài. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đang điều chỉnh cho truyền hai Lâm Oanh. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng ngay khi để đối phương lên điểm số thứ 9 thì ông đã xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Trước khi trận đấu này diễn ra thì tại nhà thi đấu thể dục thể thao Đại Yên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng đã diễn ra trận đấu chung kết nam
của môn bóng chuyền trong nhà giữa hai đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Và với trình độ cao hơn, đẳng cấp vượt trội hơn thì các cầu thủ Indonesia đã vượt qua đội tuyển bóng chuyền Nam Việt Nam với tỷ số là 3-0. Tuy nhiên, với những sự nỗ lực và những sự cố gắng của các cầu thủ Việt Nam tại kỳ SEA Games năm nay thì việc lọt vào chung kết và giành tấm huy chương bạc là một thành công, dù chưa thể hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Vừa rồi thì Thanh Thúy đã đổi về điểm cho Việt Nam 6-9. Chúng ta đang có những tay đập với lực bóng rất tốt, rất mạnh, đó là Trần Thị Thanh Thúy và Hoàng Thị Kiều Trinh, những cầu thủ đã chơi cực kỳ ấn tượng ở các trận đấu loạt trận vòng tròn. Bóng vẫn trong cuộc. Đây là Chachuan. Chachuan với một tình huống tấn công ở vị trí số 4. Cô đã thực hiện một cú đánh bóng chéo sân. Bích Thủy là người không thể phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Sau 4 trận đấu ở loạt trận vòng bảng thì người ghi nhiều điểm nhất cho đội tuyển Việt Nam đó là chủ công đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy với tổng điểm là 61 điểm mà cô đã ghi được qua 4 trận đấu. Trong khi đó thì Chachuan là người ghi điểm nhiều nhất cho các cô gái Thái Lan sau loạt trận 4 trận vòng bảng với tổng số điểm là 64 điểm. Có thể thấy là khả năng và hiệu suất ghi điểm của Chachuan, cầu thủ mang áo số 19 của Thái Lan là rất tốt. Bóng ngoài. Đổi về điểm cho các cô gái Việt Nam 71. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của Đoàn Thị Lâm Oanh. Đó là Chachuan. Một pha ghi điểm ở vị trí số 4, vị trí số 2. Chúng ta cùng theo dõi lại một tình huống mà Thanh Thúy bị lừa trắng. Thanh Thúy và Nguyễn Thị Trinh đã bị lừa trắng bởi Thách Đào, tạo ra một khoảng trống rất lớn để Chachuan ghi điểm. Không ai bám trắng Chachuan. Tiếp tục là một tình huống phát bóng ra ngoài của các cầu thủ Thái Lan. Bây giờ thì Chachuan là người đã phát bóng đi ra ngoài. Trong đội hình của các cầu thủ Thái Lan còn có Acharabong, cũng là một cây ghi điểm. Acharabong vừa rồi là người truyền một tốt. Đây là Acharabong. Rất tốt, một pha nỗ lực phòng thủ rất tốt của Lâm Oanh và Thanh Liên. Các cầu thủ Thái Lan đang triển khai một lối chơi rất mạch lạc. Điểm thuộc về Việt Nam. Trọng tài thứ hai đã bắt lỗi kỹ thuật của các cầu thủ Thái Lan. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Các cầu thủ Thái Lan đã thực hiện quyền khiếu nại của mình. Chúng ta cùng xem vấn đề mà các cầu thủ Thái Lan xin thực hiện quyền khiếu nại với các trọng tài sẽ là gì. Đó là một tình huống dẫm vào mức. Đó là tình huống dẫm mức của Acharabong. Điểm cho các cô gái Việt Nam. Một tình huống dẫm vạch giới hạn giữa sân của Acharabong, cầu thủ mang áo số 18 bên phía Thái Lan. Đây sẽ là một quả phát bóng tấn công rất mạnh của Thanh Thúy. Tiếp tục là một tình huống tấn công của Acharabong. Đây là Kiều Trinh. Chúng ta đã mất đi cơ hội để ghi điểm.
Chuan đánh bóng đi ra ngoài. Có vẻ như đó là tình huống đánh bóng của Bimbi Chaya. Chúng ta cùng theo dõi lại. Đúng là như vậy, đó là một tình huống đánh bóng trên trắng và thiếu sự chuẩn xác của số 16 Bimbi Chaya. 10-12, đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực rút ngắn khoảng cách điểm đối với đối thủ. Và lúc này khoảng cách điểm giữa hai đội chỉ còn là 2 điểm. Huấn luyện viên Danai ngay lập tức phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Còn đây là các cổ động viên đã lặn lội từ Thái Lan để sang Việt Nam và đến Quảng Ninh để cổ vũ cho các cô gái đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan của họ. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đang tranh thủ những phút hồi ý ít ỏi để điều chỉnh các vị trí trên sân. Tỷ số điểm lúc này đang là 10-12. Việt Nam vẫn đang bị đối thủ dẫn trước. Tiếp tục là cầu phát bóng của Thanh Thúy. Vẫn là Bimbi Chaya. Lần này thì Bimbi Chaya đánh bóng bạc tay trắng. Hai cầu thủ trắng bóng của Việt Nam và đi ra ngoài. Chúng ta có thể thấy một pha chuyền bóng điều chỉnh rất hay của đội trưởng Bọc Buồn. Đây là Thách Đào. Không được rồi, một pha chuyền bóng rất khó hiểu của Lâm Oanh. Tưởng chừng là Lâm Oanh sẽ chuyền một tình huống chuyền bóng sau đầu cho Kiều Trinh đã lấy đà sẵn sàng. Tuy nhiên đường bóng này không biết là dành cho ai. Một điểm số mất đi rất đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam. Lâm Oanh cần phải bình tĩnh hơn trong những tình huống quyết định chuyền bóng của mình. Lúc này Thái Lan đã lên điểm số thứ 14. Đây là Kiều Trinh. Bóng ngoài và không chạm trắng. Đó là một tình huống đánh bóng lách trắng của Hoàng Thị Kiều Trinh. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Sau khi Thái Lan xin hội ý chiến thuật thì họ đã lên với thêm được 3 điểm. Đó là 3 điểm liên tiếp và tạo ra một khoảng cách là 5 điểm với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có thể thấy là các khán đài của nhà thi đấu thể dục thể thao Đại Yên tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh lúc này đã không còn một chỗ trống. 3.700 vé được phát ra cho các khán giả và người hâm mộ vào sân. Và tổng sức chứa ở nhà thi đấu này là 4.900 chỗ ngồi, gần 5.000 chỗ ngồi. Cùng lúc này trên các kênh sóng của VTV Cup cùng với trận đấu chung kết bóng chuyền nữ mà chúng ta đang theo dõi trên kênh On Sport Cộng. Thì trên kênh On Sport và On Sport News lúc này chúng tôi đang tường thuật trực tiếp các trận đấu tại giải quần vợt Roland Garros trong ngày thi đấu đầu tiên. Trên kênh On Football là trận tranh hạng 3 của môn bóng đá nam giữa Indonesia và Malaysia. Trên các hạ tầng nền tảng số của hệ sinh thái thể thao VTV Cup là trận đấu bóng rổ 5 đấu 5 giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Lúc này tỷ số đang là 16-10. Thái Lan đã lên thêm được một điểm nữa. Đổi về điểm cho Việt Nam. Đó là một tình huống đập bóng rất mạnh của Nguyễn Thị Uyên. Bimbi Chaya và Hattaya đã theo trắng Nguyễn Thị Uyên. 11-16. Đây là Acharabong. Một pha đánh bóng đi ra ngoài của chủ công mang áo số 18 bên phía Thái Lan. Một tình huống đánh bóng quá mạnh của Acharabong. 12-16. Thành Thủy đang điều chỉnh các đồng đội của mình. Tiếp tục là Acharabong. Đó là một tình huống đẩy bóng. Đây là Thanh Thủy. Bóng ngoài. Chính xác, đó là một tình huống bóng ngoài.
Bóng không chạm chắn và lực bóng là rất mạnh. Đó là tình huống đánh bóng của Chachuon, cây ghi điểm số 1 của Thái Lan. 13-16, chúng ta vẫn đang rất nỗ lực để rút ngắn khoảng cách. Đây là thời điểm giữa set đấu rất bản lề, chúng ta cần thu hẹp khoảng cách trước. Nguyễn Thị Uyên, một tình huống đánh bóng ra ngoài của Nguyễn Thị Uyên. Đội tuyển Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại, chắc chắn là như vậy rồi. Có vẻ như theo huấn luyện viên Thái Thanh Tùng thì trong tình huống vừa rồi bóng đã chạm hàng chắn của các cầu thủ Thái Lan. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi những kết quả mà công nghệ Challenge mang đến. Không chạm rồi. Rất tiếc cho đội tuyển Việt Nam. Quyết định của trọng tài là chính xác. 17-13 cho Thái Lan. Lần này thì Nguyễn Thị Uyên đã thực hiện một pha đánh bóng dọc biên chuẩn xác. Đó là một tình huống chuột lỗi của Nguyễn Thị Uyên. Bây giờ thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã đưa Nguyễn Thị Bích Tuyền vào sân và cả Nguyễn Thu Hoài nữa. Một sự thay đổi người ở vị trí truyền 2 và một sự thay đổi người ở vị trí đối truyền. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Nguyễn Thị Bích Tuyền, cầu thủ mang áo số 10 bên phía đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ vừa vào sân và luôn tạo ra một không khí rất sôi động với những tình huống đập bóng của mình. Vừa rồi thì Thái Lan đã lên điểm số 18. Đó là một tình huống đánh bóng chiến thuật. Người vừa ghi điểm đó là Acharabong, một tình huống ghi điểm ở vị trí số 4. Bây giờ thì Acharabong sẽ xuống cầu dưới và thực hiện tình huống phát bóng này. Rất hay! Vừa vào sân thì hai vận động viên của Việt Nam là Thu Hoài và Bích Tuyền đã dàn xếp một tình huống tấn công rất hay giữa lưới. Bộ ba Thu Hoài, Bích Tuyền và Bích Thủy đã tạo nên một tình huống tấn công chiến thuật rất hay. Trước những đối thủ mạnh và nhanh như Thái Lan thì chúng ta cần nhiều hơn những tình huống phối hợp chiến thuật như vậy. Bóng ngoài rồi, rất tiếc. Cần hạn chế những tình huống phát bóng lỗi như thế này. Đó là tình huống phát bóng quá mạnh của Nguyễn Thị Uyên. Đây là Thanh Thúy. Tiếp tục là Bích Tuyền. Chúng ta thiết lập lại một tình huống tấn công. Rất hay! Pha chuyền bóng của Thu Hoài là không thật sự tốt để Thanh Thúy thực hiện một pha đập bóng uy lực. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình thì một cái chạm bóng vừa đủ đã giúp cho Thanh Thúy thực hiện một tình huống bỏ nhỏ gây bất ngờ cho các cầu thủ của Thái Lan. Bây giờ thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng tiếp tục sử dụng thêm một cầu thủ từ băng ghế dự bị, đó là Lưu Thị Huệ, phụ công Lưu Thị Huệ vào sân thay cho Nguyễn Thị Trinh. Chỉ có một mình Bích Tuyền bám trắng Chachuon. Cái thiếu của Bích Tuyền chính là kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Tỷ số điểm lúc này đang là 20-16. Thái Lan đang dẫn chúng ta với khoảng cách là 4 điểm. Đổi về điểm cho Việt Nam. 17-20.
Đây là thời điểm cuối của set đấu đầu tiên rồi. Chúng ta cần phải chắc chiêu những cơ hội. Vẫn là một tình huống nữa chúng ta phối hợp chiến thuật. Cần nhiều hơn những tình huống phối hợp đánh bóng chiến thuật. Bây giờ thì các cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam trở lại sân. Đoàn Thị Lâm Oanh đã trở lại sân. Hoàng Thị Kiều Trinh cũng đã trở lại sân. Có vẻ như khoảng thời gian vừa rồi thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng thay Lâm Oanh và Kiều Trinh vào để có những sự điều chỉnh cụ thể hơn cho hai cầu thủ này. Bây giờ thì hai cầu thủ chính thức của đội hình chính đã trở lại. Vẫn còn, đây rồi cơ hội cho chúng ta. Thanh Bùi rất hay, Thanh Liên đã thủ lên rất tốt. Tiếp tục là Thanh Thủy. Và không có cơ hội cho Bimbi Chaya để phòng thủ. 18-20. Những nỗ lực tuyệt vời của các cô gái Việt Nam. Có thể thấy là Lâm Oanh khi trở lại sân đã chuyền bóng điềm tĩnh hơn so với những thời điểm đầu của set đấu thứ nhất. Ngay lập tức huấn luyện viên Đa Nai đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Ông muốn giảm đi độ hưng phấn của các cầu thủ Việt Nam. Chúng ta đang ở những thời điểm cuối của set đấu đầu tiên trong trận chung kết môn bóng chuyền nữ trong nhà tại SEA Games 31. Lúc này ở set đấu đầu tiên tỷ số điểm đang là 20-18. Thái Lan 20, Việt Nam là 18. Bóng chuyền nữ Việt Nam đã đối đầu với bóng chuyền nữ Thái Lan ở 9 trận chung kết tại các kỳ SEA Games. Tuy nhiên chưa một lần nào chúng ta giành được chiến thắng. Và đây là thời cơ ở trận chung kết lần thứ 10. Là cơ hội để chúng ta tạo nên một cột mốc lịch sử cho bóng chuyền nữ Việt Nam. Cơ hội tiếp tục đến với các cô gái áo vàng. Kiều Trinh vẫn còn. Các cầu thủ Thái Lan cũng chơi rất tập trung. Và điểm trong tình huống này thuộc về Thái Lan. Đó là một tình huống đánh bóng bạc tay trắng ra ngoài của Bimbi Chaya. Chat Chuan sẽ là người phát bóng. Không được rồi, chúng ta đã bắt chuyền một không tốt và sau đó là một đường chuyền hai cũng không thật sự hoàn hảo. Đồng nghĩa với đó là một điểm bị mất đi. Một tình huống phối hợp tấn công rất hay ở giữa lưới giữa Thách Đào và Bờ Buôn. 22-18. Tiếp tục là cầu phát bóng của Chat Chuan. Bóng vẫn còn. Không được rồi. Thanh Liên đã thủ bóng không tốt. Đó là một tình huống thủ bóng cao tay. Tuy nhiên phải nói đến đó là một tình huống tấn công sở trường của Acharabong. 23-18. Các cầu thủ Thái Lan sau khi hội ý đã lên những điểm số quan trọng ở thời điểm cuối của set đấu này. Đổi về điểm cho chúng ta. 19-23, đó là Hoàng Thị Kiều Trinh. Một pha đánh bóng lách trắng của Kiều Trinh. Một pha chuyền một rất tốt của Acharabong. Thanh Thủy đã phòng thủ nỗ lực. Đây là Kiều Trinh, một pha bỏ nhỏ cực kỳ thông minh của Kiều Trinh. Có thể thấy ở những thời điểm như thế này mà Kiều Trinh rất bình tĩnh để xử lý một tình huống. Phải nói là đẳng cấp, phải nói là rất đẳng cấp. Các cầu thủ Thái Lan đã bị chôn chân trong tình huống vừa rồi. 20-23, rất đáng khen cho đối chuyền trẻ của đội tuyển Việt Nam, Hoàng Thị Kiều Trinh. Phát bóng ra ngoài.
24-20. Đó là một tình huống nhảy phát bóng quá mạnh của Thanh Thúy. Một điểm nữa thôi thì Thái Lan sẽ giành chiến thắng trước chúng ta ở set đấu đầu tiên. Không được rồi, một tình huống chuyền bóng quá thấp của Lâm Oanh cho Lưu Thị Huệ. Và như vậy, từ tình huống đánh bóng không qua lưới của Lưu Thị Huệ thì đội tuyển Thái Lan đã có điểm số thứ 25 và giành chiến thắng ở set đấu đầu tiên với trước đội tuyển Việt Nam trước với tỷ số là 25-20. Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển nữ Thái Lan kết thúc set đấu đầu tiên thì đội tuyển nữ Thái Lan đang tạm dẫn đội tuyển nữ Việt Nam với tỷ số là 1-0. Tỷ số ở set đấu thứ nhất là 25-20. Lúc này thì trong đội hình xuất phát ở set đấu thứ hai thì đội tuyển Việt Nam đã có những sự thay đổi. Bích Tuyền ra sân ngay từ đầu, Đinh Thị Thúy ra sân ngay từ đầu. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã điều chỉnh đội hình của mình. Lưu Thị Huệ cũng đã ra sân ngay từ đầu. Điểm đầu tiên ở set đấu thứ hai thuộc về Việt Nam. Đó là một tình huống bỏ nhỏ của Bích Tuyền. Nhìn cảm giác Bích Tuyền thi đấu thì có thể thấy là cầu thủ mang áo số 10 của Việt Nam còn khá rụt rè khi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia và thi đấu ở các sân chơi quốc tế. Nếu như Bích Tuyền tự tin hơn như cách mà cô thi đấu ở các giải trong nước thì độ nguy hiểm của Bích Tuyền sẽ càng cao hơn nữa. Điểm số thứ hai cho các cô gái Việt Nam. 2-0. Đó là một tình huống nhảy phát bóng tấn công của Thanh Thúy. Có một chút may mắn trong tình huống nhảy phát bóng tấn công này. Đó là bóng đã bật mép lưới, khiến cho tình huống phòng thủ của Bimbi Chaya bóng đi ra ngoài. Tiếp tục là một tình huống phát bóng tấn công của Thanh Thúy. Cơ hội bây giờ vẫn thuộc về các cô gái áo vàng. Bích Tuyền, không được rồi. Những tình huống phòng thủ sau đó của đội tuyển Việt Nam khá lúng túng và mang về điểm số cho Thái Lan 1-2. Tình huống bám trắng rất kín của Acharabong và Thách Đào. Thách Đào sẽ là người thực hiện quả phát bóng này. Đây là Lưu Thị Huệ. Một pha tấn công chiến thuật ở vị trí số 2. Chúng ta cùng theo dõi lại một tình huống. Một chân sau đầu. Người đã phòng thủ không thành công bên phía Thái Lan là Thách Đào. 3-1 cho các cô gái Việt Nam. Chúng ta đang khởi đầu set đấu thứ hai tốt hơn. Rất hay. Tuy nhiên tình huống phòng thủ của Thanh Thúy bóng đã quá mạnh và đi ra ngoài. Đây là Bimbi Chaya. Đó là một tình huống tấn công của chủ công mang áo số 16. Những tình huống tấn công lúng túng của các cô gái Việt Nam thật khó hiểu trong những tình huống thiết lập những đường tấn công. Vẫn còn. Và sự tận dụng thời cơ trên lưới của Bích Thủy. 4-2 cho các cô gái Việt Nam. Hàng trắng của đội tuyển Việt Nam là Bích Tuyền và Bích Thủy đã hóa giải được tình huống tấn công của Acharabong. Sau đó thì bóng nảy lên và Bích Thủy đã tận dụng thành công để đập bóng. 4-2. Chúng ta cần phải chơi thật sự tập trung, vì đội tuyển Thái Lan dù sao cũng được đánh giá cao hơn và có thể xoay chuyển tình huống bất cứ lúc nào. Đây là Thanh Thúy, một pha tấn công từ hàng sau. Bóng vẫn còn. Các cầu thủ Thái Lan ở hàng sau chơi rất tập trung và thủ bóng rất hiệu quả.
Đinh Thị Thúy. Một pha đánh bóng bạc tay trắng của Đinh Thị Thúy. Điểm đầu tiên mà Đinh Thị Thúy ghi được trong trận chung kết này. Bóng đã chạm trắng của Bóc Buôn. 5-2 cho các cô gái Việt Nam. Những tiếng hô vang Việt Nam đang được cổ động rất lớn tại nhà thi đấu ở Quảng Ninh. Tiếp tục là một pha tấn công sau vạch 3m của Thanh Thủy. Đó là câu trả lời của Thái Lan. Đây là Bích Tuyền. Hai cầu thủ ở hàng sau. Bốn tình huống tấn công đập bóng đều đến từ các cầu thủ ở hàng sau. Bốn pha tấn công sau vạch 3m. Thanh Thủy, Bích Tuyền, Bimbi Chaya và Chad Chuan là những chủ nhân của bốn tình huống tấn công sau vạch 3m vừa rồi. Tỷ số điểm lúc này là 3-5, Thái Lan 3, Việt Nam dẫn điểm với điểm số là 5. Lâm Oanh đã cẩn trọng trong tình huống vừa rồi. Cơ hội. Đánh bóng không qua lưới. Đó là tình huống đánh bóng không qua lưới của Chad Chuan. Có vẻ như là trong tình huống này Bọc Buôn đã truyền một đường bóng quá sát lưới, khiến cho Chad Chuan đã đưa ra một tình huống tấn công không được như ý muốn. Tỷ số điểm lúc này là 6-3. Chúng ta đang khởi đầu set đấu thứ hai tốt hơn so với đối thủ. Và lúc 19 giờ tối này thì đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng đá U23 Thái Lan trong trận chung kết môn bóng đá nam tại SEA Games 31, cũng là một cuộc đối đầu rất được mong chờ của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Và trận đấu chung kết bóng đá nam giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp vào lúc 19 giờ trên kênh On Football. Trước đó vào lúc 18 giờ thì chúng tôi sẽ có chương trình bình luận trước trận đấu cũng trên kênh On Football. Xin mời quý vị và các bạn chú ý đón theo dõi những trận chung kết ở các môn thi đấu được đối đầu bởi hai đội tuyển của hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan, luôn mang lại cho chúng ta những sự chờ đợi. Tính chất của các trận đấu cũng trở nên gay cấn và quyết liệt hơn ngay từ trước khi bóng lăn. Bây giờ ở cuộc đối đầu ở môn bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Thái Lan, của hai đội bóng chuyền nữ của hai quốc gia, thì lúc này ở set đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đối thủ với tỷ số là 7-3. Khoảng cách điểm mà chúng ta tạo ra đang là 4 điểm. Tuy nhiên đây mới chỉ là thời điểm đầu của set đấu thứ hai mà thôi. Đó là một tình huống phối hợp đánh nhanh ở vị trí số 3. Người đã đổi về điểm cho Thái Lan là Hattaya. Những tình huống phối hợp sở trường của Bọc Buôn và các phụ công như Hattaya, như Thách Đao và cả Azarabong trong khu dự bị. Đây là Bích Tuyền. Một pha đánh bóng quá mạnh của Bích Tuyền. 5-7. Có thể thấy là khi đối đầu chạm trán với các đội bóng quốc tế thì Bích Tuyền với kinh nghiệm thi đấu quốc tế chưa nhiều của mình đang tỏ ra khá non nớt. Chúng ta cần phải bình tĩnh lại để có thể duy trì lợi thế dẫn điểm này. Đây là Thanh Thúy. Người đã phòng thủ vừa rồi đó là Hattaya và Acharabong. Tiếp tục là Thanh Thủy. Lần này thì không có cơ hội phòng thủ cho Hattaya. 8-5 cho Việt Nam. Hai cầu thủ đã bám trắng Thanh Thủy, đó là Bọc Buôn và Thách Đào. Đây là Thách Đào. Vẫn còn. Đây là Chachuan. Một pha đánh bóng
rất đẳng cấp của Chachuon. Đó là một pha đánh bóng dọc biên, bóng trên cả chắn và ghi điểm cho Thái Lan. Tỷ số điểm lúc này là 6-8. Người đã phòng thủ không tốt bên phía Thái Lan, có vẻ như là chuyền hai bọc buồn. Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh bóng rất mạnh này. Người đã phòng thủ không tốt đó là Chachuon. 9-6 cho các cô gái Việt Nam. Bích Tuyền đã phòng thủ tốt. Điểm cho Việt Nam. Đó là một tình huống gỡ bóng của Thanh Thủy. Lực bóng không quá mạnh, bóng chạm trắng của đối phương và rơi xuống phần sân của Thái Lan. Không ai yểm hộ trong tình huống vừa rồi bên phía các cô gái Thái Lan. Tỷ số điểm lúc này là 16. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đang có những sự điều chỉnh tương đối tốt về mặt nhân sự sau xét đấu thứ nhất. Lâm Oanh không có cơ hội phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống đánh bóng chéo sân ở vị trí số 2 của cây ghi điểm Chachuon. Đó là một tình huống chắn bóng tốt. Tỷ số điểm lúc này là 80. Chachuon sẽ là người phát bóng. Chúng ta cần phải tỉ mỉ hơn. Không được rồi. Tình huống đánh bóng quá nhẹ của Bích Tuyền, không qua được hàng chắn đôi của Thái Lan. Có thể thấy là Bích Tuyền còn rất non kinh nghiệm khi bước ra đấu trường quốc tế. 90. Những trận đấu và những giải đấu như thế này sẽ giúp Bích Tuyền trưởng thành hơn, như cách mà Kiều Trinh hay Lâm Oanh đã trưởng thành trong màu áo của đội tuyển Việt Nam. 10 đều. Các tình huống xử lý hỏng của đội tuyển Việt Nam đã giúp cho Thái Lan lên được những điểm số liên tiếp. Bích Tuyền và bây giờ là Thanh Liên đã đánh mất đi cơ hội của đội tuyển Việt Nam, cơ hội dẫn điểm của chúng ta. Ngay lập tức thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đã phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Chúng ta nên hạn chế những sai lầm cá nhân như vậy. Thái Lan là đội bóng được đánh giá mạnh hơn rất nhiều về chuyên môn, họ đẳng cấp hơn. Lứa cầu thủ này đã được thi đấu rất nhiều giải đấu trên thế giới. Từ những giải đấu như giải U23, U19 của châu lục và cả của thế giới, thì lứa cầu thủ này cũng đã được lứa cầu thủ lớn hơn kèm cặp và cho đi cọ sát ở các giải đấu như là Nation League, như là Grand Prix. Có thể thấy là điều kiện tập luyện, thi đấu và cơ hội cọ sát của các cầu thủ Thái Lan là nhiều hơn và đa dạng hơn so với các cầu thủ Việt Nam. Vẫn là Bích Tuyền. Lần này thì Bích Tuyền đánh bóng ra ngoài. Lần đầu tiên ở xét đấu thứ hai thì các cầu thủ Thái Lan đã vươn lên dẫn trước đội tuyển Việt Nam 11-10. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng và các cầu thủ Việt Nam sử dụng quyền khiếu nại ở tình huống bóng vừa rồi. Có vẻ như quyền khiếu nại đó là quyền khiếu nại bóng chạm hàng trắng bên phía Thái Lan. Chúng ta cùng chờ đợi những kết quả được trả về bởi công nghệ challenge. Như vậy là bóng không chạm trắng. Các trọng tài đã đưa ra quyết định chuẩn xác. Thái Lan dẫn điểm chúng ta 11-10.
Bên phía Việt Nam thì chỉ có Trần Thị Thanh Thúy là cầu thủ được cọ sát ở môi trường quốc tế nhiều nhất. Lần này thì tới lượt Đinh Thị Thúy bắt chuyền một hỏng. Chúng ta đang tự đánh mất ưu thế của mình bằng chính những sai lầm cá nhân. Các cầu thủ Việt Nam cần phải tập trung và lấy lại sự bình tĩnh. Thái Lan dẫn điểm chúng ta 10-20 ở set đấu thứ hai. Tiếp tục là cầu phát bóng của Chat Chuan. Phát bóng ra ngoài, lần này thì đó là sai lầm của Chat Chuan. Các cầu thủ Thái Lan sử dụng quyền khiếu nại. Theo các cầu thủ Thái Lan thì tình huống phát bóng vừa rồi của Chat Chuan thì bóng vẫn còn trong sân. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống này. Đó là một tình huống bóng ngoài. Điểm cho Việt Nam. Mười một, mười hai. Hai quyền khiếu nại của cả hai đội đưa ra gần đây nhất đều không thành công. Lần này thì tới Trần Thị Thanh Thúy phát bóng đi ra ngoài. Trần Thị Thanh Thúy, đội trưởng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Người đã khoác 4 màu áo 4 câu lạc bộ nước ngoài. Kinh nghiệm thi đấu của Trần Thị Thanh Thúy ở quốc tế là nhiều nhất của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. 14-11 cho Thái Lan. Bích Tuyền vẫn bị vô hiệu hóa. Người đã chắn bóng thành công trước tình huống tấn công của Bích Tuyền là Hattaya và Bimbi Chaya. 14-11, Thái Lan đã tạo ra khoảng cách 3 điểm với chúng ta. Đây là Lưu Thị Huệ. Thêm một tình huống bóng ngoài nữa. Có lẽ như huấn luyện viên Thái Thanh Tùng cần phải có sự điều chỉnh về mặt con người. Các cầu thủ trẻ của chúng ta đang thiếu đi sự tự tin ở trên sân trong những tình huống vừa rồi. Đây là thời điểm cần đưa trở lại sân Hoàng Thị Kiều Trinh. Lần này thì Chat Chuan không phòng thủ được từ tình huống tấn công của Bích Tuyền. Mười hai, mười lăm. Rất hay, một tình huống đánh bóng rất hay của Bimbi Chaya. Phải xem lại tình huống chuyền bóng điều chỉnh rất tốt của Bọc Buôn cho Bimbi Chaya. Vẫn là khoảng cách 4 điểm đang được tạo ra. Chúng ta đã để đối thủ vượt qua và vươn lên dẫn điểm một cách rất dễ dàng từ những tình huống sai lầm cá nhân. Không được rồi, bóng leo lưới và khiến cho các cầu thủ Việt Nam lúng túng trong tình huống phòng thủ. Bóng đã chạm chắn, sau đó leo lưới khiến cho chúng ta không biết đường nào phòng thủ trong tình huống vừa rồi. 17-12 rồi. Khoảng cách là 5 điểm. Tinh thần thi đấu của đội tuyển Việt Nam lúc này là chưa thật sự tự tin. Tại SEA Games thì Thái Lan đã từng vô địch SEA Games 14 lần. Họ có 2 lần về nhì và 2 lần giành huy chương đồng. Ở môn bóng chuyền nữ, đội tuyển thứ 2 sau Thái Lan với 6 lần vô địch môn bóng chuyền nữ tại SEA Games đó là Philippines. Philippines cũng đã từng 3 lần giành huy chương bạc và 4 lần giành huy chương đồng ở các kỳ SEA Games môn bóng chuyền nữ. Trong khi đó với đội tuyển Việt Nam, chúng ta chưa một lần giành 8 huy chương vàng ở môn bóng chuyền nữ.
trong nhà. Trong khi đó chúng ta có 9 lần giành 8 huy chương bạc và 2 lần giành huy chương đồng. Tiếp tục một điểm nữa cho các cô gái Thái Lan. 18-12. Đó là một tình huống dính bóng của Lâm Oanh. Thái Lan đang vượt trội hơn rất nhiều. Và cảm giác bóng của Việt Nam cũng thật sự không tốt. Lúc này chưa thấy huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đưa ra bất cứ sự điều chỉnh nào. Các cầu thủ của chúng ta thì đang bị tâm lý. Vẫn còn. Không được rồi, trọng tài bắt lỗi dính bóng. 20-12. Bây giờ thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng mới bắt đầu đưa ra sự thay đổi người. Nguyệt Anh đã được đưa vào sân. Nguyệt Anh vào sân thi đấu ở vị trí đối chuyền thay cho Đinh Thị Thúy. Đây là Nguyệt Anh, chưa được rồi, đường chuyền của Lâm Anh là không tốt. Bóng vẫn còn. Vẫn còn Nguyệt Anh. Tình huống đánh bóng của Nguyệt Anh quá cao và bóng đã đi ra ngoài. 21-12. Chúng ta để đánh mất thế trận một cách hoàn toàn sau khi để đối phương sang hòa điểm số, thì đội tuyển nữ Việt Nam đã đánh mất thế trận hoàn toàn. Các cầu thủ Thái Lan để lên một lần 10 điểm. Một pha xử lý bóng không tốt của Lâm Oanh. Có thể nói là Lâm Oanh tới thời điểm này của trận đấu thì Lâm Oanh đã có một trận đấu chung kết không thật sự như mong đợi. Các trận đấu trước đó ở loạt trận vòng bảng thì Lâm Oanh chơi khá ấn tượng. 22-12, một khoảng cách 10 điểm đã được tạo ra. Bóng ngoài đổi về điểm cho Việt Nam. 13-22. Đó là tình huống đánh bóng một chân sau đầu ở vị trí số 2 của Bích Thủy. Và Bimbi Chaya là người đã phòng thủ không tốt. Lúc này thì huấn luyện viên Thái Thanh Tùng đưa ra những sự thay đổi người. Chuyền hai Thu Hoài vào sân. Kiều Trinh cũng đã trở lại sân rồi. Bích Tuyền cũng đã thay ra. Không được rồi, chúng ta bị các cầu thủ Thái Lan đánh lừa chiến thuật. 23-13. Bích Thủy đã nhảy trắng Hattaya. Tuy nhiên người dứt điểm cuối cùng lại là một vận động viên khác. 23-13, một khoảng cách 10 điểm ở set đấu thứ hai. Tưởng chừng chúng ta đã có một set đấu thứ hai tốt hơn khi đã có thời điểm đầu dẫn điểm đối phương. Tuy nhiên lúc này chúng ta đang kém đối phương tới 9 điểm. Đó là tình huống phát bóng không qua lưới của Acharabon. 14-23. Đây là Nguyệt Anh. Thanh Liên đã thủ lên tốt. Cơ hội cho Thanh Thúy. Điểm số thứ 24 cho các cầu thủ Thái Lan. Người ghi điểm đó là Chachuon. 24-14. Chúng ta đang để thua sâu ở set đấu này. Bây giờ là cơ hội để Thái Lan kết thúc set đấu thứ hai. Tiếp tục là Chachuon. Vẫn còn. Tiếp tục là Chachuon. Và lần thứ hai tấn công thì Chachuon đã
ghi điểm số thứ 25 cho các cầu thủ Thái Lan. Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh bóng rất mạnh, rất cắm của Chatuan khiến cho Thanh Liên và cả Nguyệt Anh không thể phòng thủ ở hàng sau. Và như vậy ở set đấu thứ hai thì các cầu thủ Thái Lan tiếp tục vượt qua đội tuyển bóng chuyền Việt Nam với tỷ số là 25-14. Và sau hai set đấu thì Thái Lan đang tạm dẫn chúng ta với tỷ số là 2-0. Sau hai set đấu thì đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang tạm dẫn chúng ta với tỷ số là 2-0. Set đấu đầu tiên họ có chiến thắng là 25-20. Và set đấu thứ hai với sự trùng xuống, với quá nhiều lỗi cá nhân, đặc biệt là các lỗi chuyền một, thì đội tuyển Việt Nam đã thất bại và Thái Lan vượt qua với tỷ số là 25-14. Dù có thời điểm đội tuyển Việt Nam đã dẫn trước. Bây giờ thì chúng ta chờ đợi một bộ mặt khởi sắc hơn của các đội tuyển, của đội, các cô gái đội tuyển Việt Nam ở set đấu thứ ba này. Thu Hoài sẽ là người phát bóng cho đội tuyển Việt Nam ở tình huống bóng đầu tiên. Nguyệt Anh đã phòng thủ không tốt, điểm số đầu tiên ở set đấu thứ ba thuộc về các cô gái Thái Lan. Đó là một tình huống đánh bóng của Bimbi Chaya. Một tình huống bỏ nhỏ, gõ bóng không tốt của Thanh Thúy. Thái Lan đã có 2 điểm đầu tiên liên tiếp ở đầu set đấu thứ 3. Chatuan là người phát bóng. Bắt chuyền một lỗi của Thanh Liên. Chúng ta còn một libero nữa trong khu dự bị, đó là Nguyễn Thị Kim Liên. Bây giờ thì Kim Liên đã được đưa vào sân. Kim Liên là vận động viên tham dự nhiều kỳ SEA Games nhất trong thành phần đội tuyển Việt Nam ở kỳ SEA Games năm nay. Kinh nghiệm của Kim Liên là rất tốt. Chúng ta không có cơ hội phòng thủ trước Thái Lan. 4-0 rồi. Có thể thấy với trình độ của mình, với việc tham dự rất nhiều sân chơi quốc tế tầm châu lục và cả thế giới, thì lúc này Thái Lan đang thể hiện đúng với sức mạnh của mình. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở loạt trận vòng bảng, dù để thua trước đội tuyển Việt Nam một set đấu, tuy nhiên Thái Lan lúc đó chưa bung hết khả năng của mình. Tuy nhiên ở trận đấu chung kết này thì đây mới đúng là sức mạnh thật sự của các cô gái Thái Lan. Tiếp tục là cầu phát bóng của Chatuan. Vẫn còn Lưu Thị Huệ đánh bóng khá nhẹ. Đây là Thanh Thúy. Một tình huống chắn bóng ra ngoài. Điểm số thứ 5 liên tiếp cho các cô gái Thái Lan. Đó là tình huống đánh bóng của Acharabong. Huấn luyện viên Thái Thanh Tùng buộc phải xin tạm dừng trận đấu để hội ý chiến thuật. Các học trò của ông hoàn toàn bế tắc trước các đối thủ bên kia lưới. Hy vọng là sau lần hội ý chiến thuật này thì các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thi đấu khởi sắc hơn. Chúng ta đang bị đối phương dẫn trước với tỷ số là 5-0 rồi. Tình huống phát bóng ra ngoài của Chatuan, điểm số đầu tiên của các cô gái Việt Nam. Thanh Thúy là người phát bóng cho đội tuyển Việt Nam. Một pha đánh bóng rất mạnh của Bimbi Chaya. Bóng đã chạm trắng Nguyệt Anh và Lưu Thị Huệ.
nhưng rơi xuống phần sân của chúng ta. Đây là kỳ SEA Games thứ 2 của Lưu Thị Huệ. Lần đầu tiên Lưu Thị Huệ được thi đấu tại SEA Games đó là tại SEA Games 30 vào năm 2019. Một pha đánh bóng của Bích Tuyền, bóng chạm trắng của Thát Đào, bóng chạm trắng của Hattaya. Sau đó thì Bimbi Chaya không thể cứu bóng. 2-6. Lần gần nhất mà huấn luyện viên Thái Thanh Tùng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam đó là tại SEA Games năm 2015, SEA Games 28 ở Singapore. Đây là Nguyệt Anh. Trọng tài xác định bóng ra ngoài và không chạm trắng. Đúng là bóng đã không chạm trắng. 7-2. Thêm một tình huống đánh bóng quá mạnh và đi ra ngoài. Liệu có challenge trong tình huống, khiếu nại trong tình huống này hay không? Không có. 8-2 rồi, một khoảng cách 6 điểm đã được tạo ra. Đó là pha bắt truyền một hỏng của đội trưởng Thanh Thúy. Lỗi truyền một là điểm yếu của các đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam trong nhiều năm nay. 9-2. Xét đấu thứ 3 vẫn đang diễn ra rất chênh lệch. Thái Lan vẫn là đội dẫn điểm. Rất hay, Kim Liên rất hay. Đây là Acharabong, Kim Liên đã thủ lên tốt. Cơ hội cho Bích Tuyền. Bóng không chạm trắng. Chúng ta đã có cơ hội rất rõ ràng từ hai tình huống phòng thủ thành công của Kim Liên. Tuy nhiên hàng tấn công của các cầu thủ Việt Nam đã chơi không tốt. Đó là các mũi tấn công của Bích Tuyền, của Nguyễn Thị Trinh, của Nguyệt Anh. 12. Khoảng cách lúc này là 8 điểm. Chúng ta đã thua ở hai set đầu. Và bây giờ là set đấu thứ 3. Chúng ta vẫn đang bị Thái Lan dẫn điểm. Thái Lan kết thúc loạt trận vòng bảng với 4 trận toàn thắng. Họ chỉ để thua một set đấu trước đội tuyển Việt Nam ở cuộc đối đầu giữa hai đội ở loạt trận vòng tròn. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam chúng ta thi đấu 4 trận. Thắng 3 trận và thua 1 trận. Trận thua duy nhất là trận thua trước Thái Lan. Vẫn là cầu phát bóng của Bimbi Chaya. Bóng vẫn còn. Rất hay, Kim Liên rất hay. Lực bóng của Nguyệt Anh là chưa đủ mạnh để gây khó khăn cho các cầu thủ Thái Lan. 11-2. Sự chắc chắn ở hàng sau đã tạo điều kiện cho hàng tấn công có cơ hội để ghi điểm. Đó là những gì đang diễn ra bên phía các cô gái Thái Lan. 11-2, khoảng cách là 9 điểm. Tiếp tục là cầu phát bóng của Bibi Chaya. Không có cơ hội cho chúng ta. Hattaya là người đã tận dụng thành công cơ hội trên lưới. Người bắt truyền một lỗi là Nguyệt Anh. Bây giờ thì truyền hai Thu Hoài đã được thay ra. Lâm Oanh đã được đưa trở lại. Điểm cho các cô gái Việt Nam, điểm số thứ 3.
Đó là tình huống ghi điểm của Nguyệt Anh. Bóng đã chạm trắng của Bọc Buôn và Hattaya rơi xuống phần sân của các cô gái Thái Lan. Chúng ta cần phải tỉ mỉ trong những tình huống bóng của mình, cần phải chắc chiêu từng cơ hội. Kim Liên rất tốt. Đây là Nguyệt Anh. Ở tình huống bóng này thì Kim Liên không thể làm gì hơn. Phản xạ của Kim Liên là rất nhanh. Tuy nhiên trong tình huống này thì điểm rơi của bóng là không đúng như Kim Liên đang phán đoán. 13-3. Các cô gái Thái Lan vẫn cứu được bóng. Vẫn còn. Các cầu thủ áo đỏ thiết lập lại một tình huống tấn công. Đó là tình huống đánh bóng sau vạch 3m của Acharabong. Đó là một tình huống tấn công sau vạch 3m rất mạnh mẽ của Acharabong. Chỉ có một mình Nguyễn Thị Trinh thực hiện việc chắn bóng trong tình huống vừa rồi. Lúc này thì Chachuon đang bị chấn thương. Và người được đưa vào sân là Sutata. Đây không phải là những cầu thủ quá xa lạ với người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Lứa cầu thủ này đã sang Việt Nam thi đấu rất nhiều các giải đấu trẻ và các giải đấu cúp trong màu áo các câu lạc bộ của Thái Lan. Bóng ngoài. Đổi về điểm cho Việt Nam. 4-14. Bây giờ người phát bóng cho đội tuyển Việt Nam là Nguyệt Anh. Đó là một tình huống bỏ nhỏ thông minh của Sutata. Bích Tuyền đã phòng thủ không thành công. Đó là một tình huống yểm hộ của Bích Tuyền. Cơ hội cho chúng ta đây rồi. Một đường chuyền rất không tốt của Lâm Oanh. Chúng ta đã đánh mất cơ hội tấn công của mình. Và bây giờ là Thái Lan và Sutata một lần nữa không bỏ qua cơ hội ghi điểm. Một pha đánh bóng chéo sân thành công của Sutata. Điểm rơi của bóng là hiểm hóc. Sutata là vận động viên đang thi đấu cho câu lạc bộ Chonburi tại Thái Lan. Trong thành phần các cầu thủ mà đội tuyển Thái Lan mang sang Việt Nam để tham dự SEA Games, có đến 7 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, chiếm một nửa trong thành phần đội tuyển Thái Lan sang Việt Nam tham dự SEA Games năm nay. Tiếp tục là Sutata. Lần này thì Kim Liên đã chơi tập trung. Tuy nhiên trọng tài đã bắt lỗi hai chuyền của Việt Nam. 17-4, quá chênh lệch rồi. Đó là tình huống dính bóng của Lâm Oanh. Bắt chuyền một hỏng, một tình huống bắt chuyền một không tốt của Thanh Thúy. Thanh Thúy chỗ dựa về chuyên môn cũng như tinh thần cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này cũng chỉ chơi ở mức tròn vai, trong khi các cầu thủ khác của đội tuyển Việt Nam thì có vẻ chơi dưới sức so với chính họ ở những trận đấu ở loạt trận đấu vòng tròn. Tiếp tục là Thanh Thúy. Acharabong
Bimbi Chaya đã phòng thủ, tuy nhiên bóng đi ra ngoài. Điểm cho Việt Nam. 5-18. Cơ hội mở ra cho các cầu thủ Việt Nam. Đây là Thanh Thúy. Trọng tài xác định điểm cho Việt Nam. Bóng đã chạm tay hàng trắng của Thái Lan trước khi đi ra ngoài. Đó là chạm tay chuyền hai bọc bùn. Lúc này thì huấn luyện viên Danai của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sử dụng quyền khiếu nại. Có vẻ như các cầu thủ Thái Lan cho rằng bóng chưa chạm tay của đội trưởng Bọc Bùn. Chúng ta cùng chờ đợi những kết quả mà công nghệ challenge mang lại. Như là vậy là bóng không chạm tay Bọc Bùn. Chúng ta có thể thấy sự vui mừng của các cô gái Thái Lan với kết quả mà công nghệ challenge mang lại. Như vậy là điểm số trong tình huống này thuộc về các cô gái Thái Lan. 19-5. Một trận chung kết rất chênh lệch về điểm số. Bây giờ thì đội trưởng Bọc Bùn sẽ là người phát bóng. Vẫn còn cơ hội mở ra cho các cô gái Việt Nam. Bóng vẫn trong cuộc. Đây là Sutatta. Vẫn còn. Lần này thì Acherabong không thể phòng thủ trong tình huống đánh bóng của Thanh Thúy. 6-19. Đổi về điểm cho các cầu thủ Việt Nam. Bây giờ sẽ là cầu phát bóng của chuyền hai Lâm Oanh. Bóng ngoài. 7-19 cho Việt Nam. Một pha chuyền bóng nỗ lực của Bọc Bùn. Tuy nhiên tình huống đánh bóng của Bimbi Chaya, bóng đã đi ra ngoài. Tiếp tục là cầu phát bóng của Đoàn Thị Lâm Oanh. Vẫn là Bimbi Chaya và tình huống đẩy bóng này của Bimbi Chaya tiếp tục đi ra ngoài. Đó là một tình huống đẩy bóng dọc biên không chuẩn xác của số 16 bên phía Thái Lan, Bimbi Chaya. Lúc này trong đội hình trên sân của các cầu thủ Thái Lan đang không có sự góp mặt của Chatchuan. Chatchuan là cây ghi điểm số 1 của Thái Lan và thiếu đi sức mạnh từ vị trí thi đấu của đối chuyền chủ công mang áo số 19 Chatchuan. Thì Thái Lan đang thiếu đi sự tinh quái trong việc triển khai lối chơi của mình. Việt Nam nên tận dụng thời cơ này để nhích lên từng điểm số 1. Sau 4 trận đấu ở vòng bảng thì Chatchuan ghi được 64 điểm, trong khi người ghi điểm nhiều nhất bên phía Việt Nam sau 4 trận vòng bảng là Trần Thị Thanh Thúy với tổng số điểm là 61 điểm.
là một tình huống chắn đường thành công của Bích Tuyền. Những tình huống bóng như thế này sẽ giúp cho Bích Tuyền tự tin hơn rất nhiều ở những thời điểm còn lại của trận đấu này. 9-19, khoảng cách là 10 điểm, một khoảng cách cũng khá xa. Tuy nhiên chúng ta sẽ nỗ lực lên từng điểm số một. Bimbi Chaya, cơ hội cho Việt Nam. Đây là Thanh Thúy. Điểm cho Việt Nam của chúng ta 10-19. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng đã chạm trắng, sau đó chạm cột giới hạn. Và tất nhiên rồi, điểm cho các cô gái Việt Nam. Tiếp tục là cầu phát bóng của Lam Oanh. Chachuan đã trở lại sân. Và ngay thời điểm trở lại sân thì Chachuan đã ghi điểm số thứ 20 cho Việt Nam, cho Thái Lan. Có thể thấy là sự nguy hiểm của Chachuan là như thế nào. Bây giờ thì Chachuan sẽ là người phát bóng. Phát bóng ngoài. Hơn một lần trong trận đấu này thì Chachuan đã có những tình huống phát bóng lỗi, những tình huống phát bóng quá mạnh và bóng đi ra ngoài. 11-20, Thái Lan đang rất gần với chiến thắng ở trận đấu chung kết này. Tuy nhiên cơ hội của cầu thủ Việt Nam không phải là đã mất đi. Chúng ta đã mất thêm một điểm nữa. 21-11. Sau SEA Games 2019, SEA Games 30 thì bóng chuyền nữ Việt Nam gần như không tham gia bất cứ giải đấu quốc tế nào. Chính vì vậy mà cơ hội cọ sát thi đấu của chúng ta gần như là không có. Và các cầu thủ lúc này đã chơi rất nỗ lực với chính năng lực và khả năng của họ. Nguyệt Anh là người vừa đổi về điểm cho Việt Nam. 12-21. Đây là Lưu Thị Huệ. Một pha phối hợp chiến thuật rất hay. Những pha phối hợp lừa trắng của các cầu thủ Thái Lan. Nguyễn Thị Trinh cũng đã đoán được pha phối hợp này. Tuy nhiên tốc độ bóng mà các cầu thủ Thái Lan dàn xếp là rất nhanh. 22-12. Cơ hội mở ra lần thứ hai cho các cầu thủ Việt Nam. Đó là tình huống chắn bóng ra ngoài của Thái Lan. Điểm cho Việt Nam. Tình huống đập bóng bạc tay trắng đối phương ra ngoài của Bích Tuyền. Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Bích Tuyền. Nguyễn Thị Trinh đã phòng thủ tốt. Đây là Thanh Thúy. Bóng ngoài rồi. Ý tưởng của các cầu thủ Việt Nam để thực hiện một pha tấn công là rất tốt. Lâm Oanh đã chủ động truyền một tình huống bóng cho Thanh Thúy tấn công từ hàng sau. Nhưng Thanh Thúy ở thời điểm cuối cùng, pha dứt điểm của cô là rất không chuẩn xác. 23-13. Chúng ta có thể thấy Bọc Buôn tỉnh táo như thế nào trong pha truyền về như vừa rồi. Một tình huống đánh bóng ra ngoài nữa. Đó là tình huống đánh bóng ra ngoài của Bích Tuyền. Các cô gái Thái Lan đã lên điểm số 24 và một điểm nữa thôi thì họ sẽ có tấm huy chương vàng ở môn bóng chuyền nữ. Tấm huy chương vàng thứ 15. Thái Lan đã từng 14 lần giành huy chương vàng ở nội dung bóng chuyền nữ trong nhà. Và họ đang đứng trước cơ hội lần thứ 15 giành tấm huy chương vàng SEA Games. Trong sân,
14-24. Đó là một pha đánh bóng một chân sau đầu chiến thuật. Tình huống đánh bóng dọc biên của Nguyễn Thị Trinh. 14-24 cho Việt Nam. Rất hay, đội trưởng Bo Bun đã là người kết thúc trận đấu này, mang về tấm huy chương vàng SEA Games 31 cho các cô gái Thái Lan. Một pha chuyền xử lý bóng ở bước 2 quá tỉnh táo của Bo Bun. Và kết thúc set đấu thứ 3 thì Thái Lan vượt qua Việt Nam với tỷ số là 25-14. Và qua đó kết thúc trận đấu này với chiến thắng 3-0 sau 3 set. Tỷ số các set lần lượt là 25-20, 25-14 và 25-14. Đội tuyển Việt Nam cũng không nên tự trách mình khi để thua trong trận đấu này, vì trình độ giữa hai đội là quá chênh lệch. Thái Lan họ chơi rất khác với Thái Lan của trận đấu ở loạt trận vòng tròn. Thái Lan ngày hôm nay đẳng cấp hơn, mạnh mẽ hơn và chơi rất đúng với thực lực của họ.